Thưa quý vị và các bạn, hệ miễn dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh các loại dịch bệnh ngày càng xuất hiện nhiều với diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, thì việc tăng cường sức đề kháng càng quan trọng. Bên cạnh những bệnh nhân điều trị ung thư dưới tác dụng của hóa chất và xạ trị cũng làm hệ miễn dịch suy giảm nhiều. Vậy giải pháp nào giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả? Tất cả sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Bên cạnh việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, chế độ sinh hoạt khoa học, thì hiện nay rất nhiều người đã thử kết hợp bổ sung sản phẩm tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch. Đặc biệt là các sản phẩm có sự kết hợp giữa Đông y và Tây y có hiệu quả cao, giảm tác dụng phụ, gần gũi với người sử dụng. Ra đời từ niềm khát khao cùng đồng hành nâng cao sức khỏe cộng đồng, sản phẩm Maloquite đến từ công ty cổ phần QTN Group là kết tinh của quá trình nghiên cứu công phu dựa trên các căn cứ khoa học của các nhà nghiên cứu chuyên môn dày dặn kinh nghiệm. Tôi đánh giá rất cao thành phần cũng như là công dụng của sản phẩm Maloquite, bởi vì sản phẩm này đã được các cơ quan của Bộ Y tế cấp phép và thẩm định. Trong thành phần của Maloquite gồm có 4 thành phần chính. Thứ nhất là Timomodulin. Thì Timomodulin nó có các cái tác dụng như sau. Thứ nhất là nó làm tăng số lượng bạch cầu. Thứ hai là nó kích thích tủy xương để mà sinh ra các kháng thể. Và thứ ba là nó điều hòa các cái hệ miễn dịch để mà chống lại các tác nhân gây bệnh. Sau đó nó có tác dụng đối với những người mà giảm miễn dịch nói chung hay bị ốm vặt. Và vì vậy nó có tác dụng hỗ trợ trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó đặc biệt là nhiễm các bệnh về virus. Thứ hai là hoàng kỳ, có tác dụng là chống viêm, điều hòa miễn dịch và giảm lipid máu. Và thứ ba là nấm vân chi. Thì nấm vân chi cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, cũng có tác dụng chống oxy hóa. Và đặc biệt nấm vân chi còn có tác dụng tức là bảo vệ các cái tế bào gan, cho nên nó có tác dụng tốt để mà hỗ trợ trong điều trị các bệnh viêm gan. Và cuối cùng là tỏi đen cũng có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, điều hòa miễn dịch, cho nên nó có tác dụng chống viêm, chống dị ứng. Sản phẩm Maloquite được chiết xuất từ cao bùm bụp. Theo kết quả đề tài nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoạt chất Maloabetabe từ cây bùm bụp có khả năng ức chế mạnh yếu tố NF-kappa-B, một yếu tố đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa đáp ứng miễn dịch với nhiễm trùng. Quá trình điều hòa bất hợp lý của NF-kappa-B có thể gây nên nhiều bệnh lý khác nhau như ung thư, thoái hóa thần kinh, viêm khớp, hen phế quản. Do đó, hoạt chất Maloabetabe từ cây bùm bụp được đánh giá là có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả thông qua cơ chế ngăn chặn ung thư từ gốc và có tác dụng tiêu diệt một số dòng tế bào ung thư ở người. Với thành phần là các dược liệu quý hiếm đem lại nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe, sản phẩm Maloquite hiện đang được rất nhiều người tin dùng đánh giá cao. Tôi cũng đã từng bị mắc cái COVID-19. Thế sau khi mà điều trị khỏi rồi về thì là cái sức khỏe nó bị suy giảm rất là nhiều. Cũng may là sau đó là con gái tôi đưa tôi đi bác sĩ để khám. Thế thì bác sĩ mới khuyên ấy, là mình về thì phải ăn uống cho nó đầy đủ này. Thế rồi bổ sung thêm cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe Maloquite. Thế thì nghe lời bác sĩ thì tôi về tôi mua cái sản phẩm Maloquite tôi dùng. Thế tôi dùng 2 tháng ấy, thì tôi thấy là cái sức khỏe của mình là nó phục hồi rất là tốt. Sản phẩm Maloquite giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Sản phẩm an toàn và hiệu quả, sử dụng được cho cả đối tượng trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Trước đây thì cả nhà tôi đều bị Covid. Sau khi mà khỏi, sức khỏe của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều và hay ốm vặt. Kể cả bé nhỏ mới lên tiểu học cũng phát triển chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa, nên là tôi rất là lo lắng. Tôi quyết định tìm hiểu và cho gia đình kết hợp giữa ăn uống theo chế độ khoa học, tập thể thao thường xuyên và sử dụng thêm sản phẩm bảo vệ sức khỏe Maloquite. Sau 2 tháng thì sức khỏe nhà tôi đã tốt hơn rất là nhiều, riêng bé thì phát triển nhanh, hoạt bát và không còn hay ốm vặt như trước nữa. Với phương châm phát triển, sức khỏe an tâm, niềm vui lan tỏa, công ty cổ phần QTN Group đã mang đến cho cộng đồng một sản phẩm bảo vệ sức khỏe Maloquite chất lượng.
đi cùng hiệu quả đã được nhiều chuyên gia và người tiêu dùng khẳng định, Maloquite chắc chắn sẽ là phương pháp vàng giúp nâng cao hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe cho mọi người dân Việt Nam.